cuộc đời nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh, cắt xê cây vàng bị Nguyên Vũ tố. Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh chia sẻ câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình vào thời hoàng kim. Đặc biệt cô từng đi hát với cắt xê khủng và bị Nguyên Vũ tố là chảnh. Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh sinh năm 1964, cô sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn thân thương. Đây cũng là mảnh đất khởi đầu cho sự nghiệp ca hát đầy ngưỡng mộ của cô. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngọc Ánh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Vào năm 13 tuổi, Ngọc Ánh bắt đầu tham gia hoạt động trong câu lạc bộ thiếu nhi tại nơi cô sinh sống. Sau đó vài năm, Ngọc Ánh tham gia đội ca nhà thiếu nhi thành phố, được học về ký xướng âm tại đây. Cũng trong thời gian đó, Ngọc Ánh đã theo đội ca đi lưu diễn khắp nơi tại Việt Nam. Khi qua tuổi thiếu nhi, vào năm 17 tuổi, cô tham gia các nhóm văn nghệ học sinh của trường Nguyễn Thái Bình. Ở độ tuổi này, ca sĩ Ngọc Ánh bắt đầu hát nhạc người lớn, tức nhạc tình yêu và nhạc sôi động. Bên cạnh những buổi biểu diễn, nhóm của cô đạt gần 20 giải nhất, còn riêng cô đạt được 8 đến 9 giải hạng nhất về đơn ca. Chính việc thường xuyên lưu diễn đã đem lại cho cô rất nhiều kinh nghiệm hát cũng như biểu diễn trên sân khấu. Điều này giúp cô tự tin trước khán giả và cũng là bước đệm để trở thành nữ hoàng nhạc rock sau này. Dấu mốc quan trọng của nữ hoàng nhạc rock. Năm 1986 là một dấu mốc quan trọng của nữ ca sĩ Ngọc Ánh. Đây là lần đầu tiên cô hát trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp với nhạc phẩm Mùa xuân trên những giếng dầu. Giọng hát cô cất lên khiến khán giả không khỏi ấn tượng và cái tên Ngọc Ánh cũng được chú ý nhiều hơn. Sau bài hát này, cô được đề nghị tiếp tục cộng tác để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên, cô không từ chối cơ hội này. Và trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cô đã tạo được rất nhiều thành tích. Năm 88, cô được mời với tư cách ca sĩ độc lập đi trình diễn ở 5 nước Đông Âu với đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn trong suốt 6 tháng. Sau đó cô trở về Việt Nam và tiếp tục trình diễn ở khắp nơi. Ngọc Ánh là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của thị trường nhạc Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 1999. Ca khúc của cô lúc trẻ trung, sôi động, có lúc lại nồng nàn, hay lúc khác lại ngọt ngào đậm chất dân ca. Ngọc Ánh theo đuổi nhiều thể loại nhạc như thế, nhưng cô lại được người hâm mộ mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock. Có lẽ do cô đã khiến nhiều người thán phục trước khả năng hát những bài hát rock của mình. Thời hoàng kim chạy xô không ngừng nghỉ. Đối với một nghệ sĩ ngày xưa, độ hot được đo bằng số lượng show diễn trong một thời điểm. Và Ngọc Ánh chính là một trong những ca sĩ có số lượng show diễn kỷ lục. Trong một chương trình truyền hình để trò chuyện nhiều hơn, chương trình đã mời đến một khách mời đặc biệt là đồng nghiệp thân thiết của Ngọc Ánh, đó là nữ ca sĩ Thùy Trang, người từng đồng hành chạy show chung với Ngọc Ánh trước đây. Thùy Trang chia sẻ, ngày xưa cô và ca sĩ Ngọc Ánh đi diễn chung show của bầu show Duy Ngọc. Thời điểm đó, Ngọc Ánh đang là ngôi sao sáng chói. Cái tên bán vé cho tất cả sự kiện, gọi năm nay là vedette của show diễn. Trong lần biểu diễn tại Châu Đốc, An Giang, 5 tụ điểm đều có Ngọc Ánh xuất hiện. Số lượng ca khúc cô hát trong một đêm khá khủng, với mỗi tụ điểm khoảng 10 bài. Tốc độ chạy show khủng khiếp như vậy thì mức thu nhập của Ngọc Ánh lúc bấy giờ cũng phải tương xứng. Chỉ khoảng 2-3 ngày một lần là Ngọc Ánh lại rủ Thùy Trang ra chợ mua vàng, và mỗi lần mua thì phải tính cây chứ không tính chỉ. Đến nỗi ca sĩ Thùy Trang phải miêu tả cảm xúc thèm được như đàn chị của mình. Ca sĩ Thùy Trang tiếp tục chia sẻ thêm về mức cát xê của cả hai ngày ấy. Cô thật thà cho biết, tên tuổi mình khi ấy chỉ mới nổi, còn Ngọc Ánh đã là ngôi sao, nên chắc chắn có sự chênh lệch về thu nhập. Tuy nhiên, thông thường ít khi nào ca sĩ biết cát xê của nhau. Kể lại kỷ niệm với đồng nghiệp, ca sĩ Thùy Trang nói Ngọc Ánh từng chạy rất nhiều show tại Sài Gòn, ước tính khoảng trên dưới 10 show diễn. Vì thời gian gấp gáp khiến cô bỏ quên ví tiền tại một sự kiện mà Thùy Trang cũng góp mặt. Nữ hoàng nhạc rock vô tình tiết lộ mức cát xê nhận được cho show diễn là 200.000 đồng, trong khi Thùy Trang chỉ được trả 1/4 số tiền ấy.
cuộc sống hôn nhân. Trong lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì năm 1996, Ngọc Ánh kết hôn với con trai nhạc sĩ Xuân Hồng. Hai người sống ở Việt Nam 2 năm rồi sang Mỹ. Tuy vậy vì chồng không muốn có con nên Ngọc Ánh đã ly hôn sau 5 năm chung sống. Sau đó, Ngọc Ánh kết hôn với một nhà thầu xây dựng ở Canada và sinh một bé gái. Nhưng vì công việc, Ngọc Ánh phải sang Mỹ sống một mình, gửi con cho bên ngoại ở Việt Nam chăm sóc. Năm 2009, Ngọc Ánh đã gặp và bí mật đính hôn với một người Mỹ. Cô chia sẻ, vì anh ấy cũng đã trải qua hai lần đổ vỡ như cô và hai người đã tìm thấy sự đồng cảm. Cuối cùng, sau hơn 15 năm sống ở Mỹ, Ngọc Ánh quay trở lại Việt Nam, sống với con gái cũng như đi hát trở lại. Thời điểm tiếp tục sự nghiệp ca hát, cô biết thời cuộc đã khác nhưng vẫn trở về vì mang những nỗi lo đối với cha mẹ. Sau khi đi qua nhiều đổ vỡ trong hôn nhân, nữ ca sĩ chia sẻ, cô yêu trễ nên không có nhiều khái niệm để định hình về tình yêu. Sau khi trải qua nhiều chuyện, thời điểm bây giờ lòng chỉ muốn chăm lo cho cha mẹ và con gái. Cô cũng thấy những gì mình đạt được là quá đủ với một đời người. Từng bị đàn em tố là khó gần. Chia tay với Thùy Trang, khán giả tiếp tục được gặp gỡ với khách mời thứ hai là một nam ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ học trò của Ngọc Ánh, ca sĩ Nguyên Vũ. Vừa xuất hiện, anh đã tố Ngọc Ánh ngày xưa rất chảnh vì đi hát hiếm khi nói chuyện với ai trong hậu trường. Mãi đến thời gian sau, Nguyên Vũ mới biết, hóa ra suy nghĩ của mình là sai, Ngọc Ánh không hề khó gần. Chỉ vì cô chạy quá nhiều show trong một đêm nên không có thời gian trò chuyện với đồng nghiệp khác. Ngọc Ánh nói thêm, lúc ấy cô chỉ có đúng 15 phút cho một sự kiện, 5 phút chuẩn bị và 10 phút hát trên sân khấu. Có những lần gấp gáp không kịp chuẩn bị khiến cô phải cầm cả lượt chải đầu lên sân khấu. Bên cạnh những câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị, khán giả còn được sống lại trong không gian âm nhạc qua tiếng hát của nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh với hàng loạt nhạc phẩm quen thuộc như Mong đợi ngậm ngùi, Say You Will, Đêm huyền diệu, Không dám đâu, Kiếp đam mê, vân vân.